Xin chào 500 anh em. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiểm tra mức độ spam kênh của các bạn để tránh bị chạy tình trạng check kênh. Đầu tiên là các bạn vào kênh của các bạn, sao chép. Các bạn vào trang spam.tm. Các bạn dán kênh của bạn vào trình duyệt và tìm kiếm. Đấy. Sau đó sẽ hiện ra cho các bạn kênh của các bạn này, lượt sub này, lượt view này, số lượng video và năm khởi tạo. Thì YouTube sẽ chia thành các loại spam sau: spam về bình luận. Đây là một dạng spam phổ biến, nhiều người mắc phải nhất, hay gặp ở những bạn hay đi trao đổi sub chéo. Chẳng hạn khá nhiều bạn cứ hay vào video người khác là bình luận rồi tôi đã sub bạn, bạn sub lại tôi nhé. Hay là những nội dung tương tự các bạn copy dán bình luận trên rất nhiều video để mong muốn được trả lại rất nhiều sub. Đương nhiên là cái lúc đó là cái ngày chết kênh đang rất là cận kề. Hoặc có một số người không phải đi sub chéo nhưng muốn kênh được tiếp cận nhiều hơn nên họ làm bằng cách đi bình luận thật nhiều, chứ càng nhiều video càng tốt. Nhưng do muốn nhanh nên nội dung bình luận lại copy nội dung rồi bình luận trên nhiều video. Hoặc là cái nội dung của bình luận không liên quan hoặc là vô giá trị. Mặc dù bình luận của bạn là duy nhất, nội dung khác bình luận khác, nhưng mà nếu nội dung không liên quan đến video thì nó cũng vô giá trị. Chẳng hạn như đang xem một video về game, các bạn lại bình luận là món ăn ngon quá, như vậy là cũng bị spam. Nhiều lần như vậy là nguy cơ chết kênh rất cao. Bình luận lại còn chưa liên kết, ai cũng rất ghét là liên kết vì nó mang tính quảng bá sản phẩm cá nhân, thậm chí còn nguy cơ dính virus. Tuy nhiên nếu liên kết hữu ích thì không ai cấm, nhưng nếu bình luận của bạn chưa liên kết quá nhiều thì cũng bị coi là spam. Tiếp theo là bình luận nhiều nhưng mà xem thì ít. Nỗi này là hay gặp với những người hay đi comment dạo, muốn có comment thật nhiều nhưng lại không muốn bỏ thời gian ra xem video, và video này bình luận cái rồi lại sang video khác bình luận, bình luận xong lại sang video khác, xem 100 video trong nửa tiếng thì chỉ vào có 100 bình luận. Các bạn nên biết là YouTube thống kê hết mọi hoạt động của các bạn. Các bạn xem video này hết bao nhiêu giây, để lại bao nhiêu bình luận, họ đều biết hết. Nếu một người bình thường thì phải xem vài video, xem video vài phút thì họ mới để lại bình luận, và thường xem vài video mới để lại một bình luận. Nếu bạn bình luận nhiều nhưng thời gian xem quá ít thì được coi là hành động bất thường, và đương nhiên đây là lỗi spam. Tiếp theo là cái lỗi spam về đăng ký. Nếu trong thời gian ngắn mà bạn đi đăng ký rất nhiều kênh của người khác thì sẽ bị coi là hành vi spam. Ngược lại, có rất nhiều người đăng ký kênh của bạn một cách bất thường trong một thời gian ngắn nhưng lượt view lại rất ít thì cũng bị coi là spam. Spam về video. Việc đăng một lượng lớn video có nội dung trùng lặp hoặc là có mục đích là lôi kéo mọi người rời bỏ YouTube và tham gia một trang mạng khác thì cũng bị coi là spam. Đây như đây. Spam dữ liệu, tiêu đề, mô tả, thẻ tag rồi hình thu nhỏ. Các dữ liệu như tiêu đề, mô tả, thẻ tag và hình thu nhỏ đều có mục đích giúp người dùng biết thông tin về nội dung của video của bạn. Vì thế nên mọi thứ cần liên quan đến video mà không liên quan đến nội dung thì các bạn đánh lừa người xem. Đấy. Một số người muốn câu view nên cố tình đặt tiêu đề, thẻ tag hoặc hình thu nhỏ không liên quan đến video. Chẳng hạn video về game đặt tiêu đề là clip 22 phút Bùi Thị Xuân, hình thu nhỏ là một hình 18 cộng, thì tất nhiên là kênh sớm muộn cũng bị ra đi. Rồi spam lưu lượng truy cập giả. Bất kỳ hành động nào làm tăng số lượng xem, lượt thích, lượt đăng ký hoặc nhận xét số liệu khác tương tự bằng cách giả tạo hoặc bằng cách sử dụng hệ thống tự động mua thuê từ bên thứ ba thì đều không phù hợp với điều khoản của YouTube. Ngoài ra, bạn không được phép đăng nội dung chỉ tồn tại nhằm mục đích khuyến khích người xem tương tác, chẳng hạn như tăng lượt xem, lượt thích và lượt xét. Như vậy thì các bạn làm thế nào để tránh được chết kênh? Nếu như các bạn phát triển YouTube một cách nghiêm túc, muốn có view, có sub thì phải tạo ra nội dung thật hay, hữu ích và thực sự thu hút người xem. Nhưng mà vấn đề là ban đầu là các bạn rất là khó có được lượt xem, lượt sub nhiều. Vì thế nếu muốn đi nhanh hơn thì các bạn có thể áp dụng một số mưu mẹo để tăng lượt view, lượt sub, nhưng mà phải làm sao để không bị thuật toán của Google phát hiện.
như trao đổi sub, trao đổi view các bạn có thể làm, nhưng mà kiên nhẫn một cách cẩn thận, đừng liều lĩnh. Chắc bạn cần trao đổi sub với ai đó thì các bạn cần xem video của họ trong vài phút, sau đó để lại bình luận thật liên quan đến video. Nếu cần đề cập đến trao đổi sub thì hãy nói một cách khôn khéo. Ví dụ như bạn cần trao đổi sub với một kênh về nếu nấu ăn, nhưng bạn có thể vào video của họ xem ít nhất 1-2 phút trở lên rồi bình luận kiểu món này ngon quá, nhìn thấy thèm, mà mình nghĩ cho thêm ít ớt nữa thì ngon tuyệt vời. Hay là đã sắp để hóng cái video tiếp theo của bạn, chờ bạn qua ủng hộ mình. Chỉ cần như vậy là họ có thể biết mình muốn sắp chéo. Mà khi đã sắp nhau, các bạn cũng nên bấm chuông để có thể thường xuyên qua nhau tương tác, như vậy mới là sắp thật. Về spam video thì chắc ít ai gặp phải, như video thường bị dính bản quyền như copy của trang khác này. Nếu video thường là dính nguyên tắc cộng đồng do nội dung khiêu dâm hay bạo lực, chứ ít ai đăng video trùng lặp. Về spam dữ liệu như tiêu đề, mô tả hay tác thu nhỏ thì nhiều người thích vì câu view tốt, nhưng mà đừng nên làm nhiều. Vậy các bạn làm thế nào để khi YouTube mà vô hiệu hóa, khi kênh YouTube bị vô hiệu hóa do spam thì cũng như nhiều lý do khác, thì Google sẽ gửi cho các bạn một email thông báo kèm đường link biểu mẫu kháng nghị. Bạn vào biểu mẫu đó thực hiện kháng nghị, nếu may mắn có thể được khôi phục, còn không thì chấp nhận thương đau. Nhưng mà đôi khi bạn không vi phạm bản quyền cũng có thể bị vô hiệu hóa kênh. Google cũng hay nhầm lẫn, giết nhầm bao nhiêu người. Bạn cứ vô tư mà kháng nghị, một lần không được, kháng nghị tiếp lần 2, lần 3, thì rồi lần 5, lần 10 có ngày sẽ được. Mà kênh các bạn đã vô hiệu hóa, tất cả những dữ liệu video nhận xét đều sẽ mất hết. Vì thế để bạn cẩn thận hơn thì những video quan trọng hãy cố gắng lưu giữ vào máy tính hoặc ở đâu đó thật an toàn. Nhưng không may kênh bị vô hiệu hóa thì có video để đăng lên kênh mới, bởi vì YouTube cũng không phải là nơi an toàn. Thực ra là Google ông rất khó tính, vì chơi ông ta bạn phải tuân thủ mọi quy tắc của ông ta, nếu vi phạm sẽ bị thịt không cần báo trước. Vì thế nên muốn thật sự trở thành một YouTuber, hãy phát triển kênh một cách nghiêm túc, cố gắng tạo ra những video thật hay, thu hút người xem, tăng view tăng sub thực sự tự nhiên, đừng hấp tấp mà chạy theo những mưu đồ để cám dỗ. Và cuối cùng, nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đừng quên để lại ý kiến bình luận ở phía dưới và like, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.